Cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ. Ngay sau đây là phần tin chi tiết. Quân đội Israel đã tiến hành một chiến dịch không kích quy mô lớn ở khu vực Masyaf của Syria. Chiến dịch của Israel thực hiện nhằm phá hủy một nhà máy dưới lòng đất để sản xuất tên lửa dẫn đường chính xác. Nhà máy này nằm trong khuôn viên một trung tâm nghiên cứu từ lâu đã bị nghi ngờ có liên quan đến việc phát triển vũ khí cho chính quyền Syria và lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. IRGC. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp thông tin về vấn đề này. Trong chiến dịch đặc biệt, lực lượng đặc nhiệm Israel đã phá hủy hoàn toàn cơ sở này và bắt giữ từ 2 đến 4 sĩ quan gốc Iran. Ngoài tù binh chiến tranh, các tài liệu và thiết bị quan trọng cũng bị thu giữ. Điều này có thể làm sáng tỏ quy mô và mục đích của cơ sở nằm dưới lòng đất. Các sĩ quan bị bắt được cho là có liên quan đến việc phát triển và thử nghiệm vũ khí khiến chiến dịch trên dáng một đòn mạnh vào cơ sở hạ tầng quân sự của Iran ở Syria. Các quan chức Israel và Mỹ nói rằng cơ sở trên từng nhiều lần bị tấn công, song các đòn không kích không thể chạm tới khu vực kiên cố của trung tâm. Tình báo Israel đã phát hiện tiến trình xây dựng cơ sở và theo dõi trong 5 năm, nhận định khó lòng phá hủy nơi này bằng đòn không kích thông thường. Quân đội Israel ít nhất 2 lần cân nhắc thực hiện chiến dịch trên bộ, song không thông qua vì rủi ro cao. Các quan chức Mỹ và phương Tây giải thích Israel quyết định triển khai lực lượng trực tiếp đột kích do tính phức tạp của chiến dịch và nhằm thu thập thông tin từ cơ sở bí mật này. Trong cuộc tấn công mới nhất, trực thăng Israel đã trở toán biệt kích tới mục tiêu nhưng không tiếp đất mà chỉ bay treo lơ lửng trên không. Các binh sĩ Israel đu dây xâm nhập vào xưởng chế tạo tên lửa, thu nhiều tài liệu và thiết bị tại đây. Không có quân nhân Israel nào bị thương trong cuộc tấn công. Ngoài ra, địa điểm này chuyên chế tạo tên lửa đạn đạo máy bay không người lái UAV và hỗ trợ hậu cần cho nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban. Bên cạnh đó, một nguồn tin cho biết Tel Aviv đã thông báo trước cho chính quyền Tổng thống Joe Biden về chiến dịch này và Nhà Trắng không phản đối. Theo hãng tin AFP thì mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đồng Quân đã có những phát biểu tại sự kiện diễn đàn Hương Sơn diễn ra tại Bắc Kinh về giải pháp kết thúc xung đột Nga-Ukraine cũng như chấm dứt tình hình tại giải Gaza hiện tại. Cụ thể, ông Đồng Quân cho rằng phương án duy nhất để kết thúc những cuộc xung đột kể trên là đàm phán. Để giải quyết các vấn đề nóng như cuộc khủng hoảng ở Ukraine và xung đột Israel, Hamas thúc đẩy hòa bình và đàm phán là lối thoát duy nhất. Trong các cuộc xung đột, không có bên nào chiến thắng, đối đầu cũng chẳng dẫn đến đâu cả. Song song với lời kêu gọi tất cả các quốc gia thúc đẩy phát triển hòa bình và quản trị toàn diện, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc cũng khẳng định Xung đột càng gay gắt, chúng ta càng không thể từ bỏ đối thoại và tham vấn. Trong bài phát biểu của mình, ông Đồng cũng nói Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với tất cả các bên để tăng cường liên kết chiến lược, tăng cường tham vấn quốc phòng, thảo luận về việc ký kết các thỏa thuận song phương và đa phương về hợp tác quốc phòng. Theo hãng tin AFP, ông Đồng phát biểu như trên tại cuộc họp có sự tham dự của quan chức các nước ở Bắc Kinh nhiều đại biểu quốc tế đang có mặt tại thủ đô của Trung Quốc cũng để tham dự sự kiện diễn đàn Hương Sơn này. Cụ thể, trong số các đại biểu còn có hơn 30 bộ trưởng quốc phòng và tư lệnh quân đội, cùng phó chủ tịch ủy ban chữ thập đỏ quốc tế, tổng thư ký hội nghị về phối hợp hành động và xây dựng niềm tin ở Châu Á (CICA), phó tổng thư ký tổ chức hợp tác thượng hải (SCO) v.v. Đại diện các tổ chức quốc tế và khu vực như tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương (NATO) và liên minh châu âu (EU). Ngoài ra còn có hơn 30 cựu chính trị gia và hàng chục học giả. Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh năm nay là lần thứ 11 sự kiện này được tổ chức với chủ đề chính cùng xây dựng hòa bình, cùng chia sẻ tương lai. Diễn đàn lần này gồm 4 phiên toàn thể: Hợp tác an ninh và sự phồn vinh, ổn định của khu vực châu Á Thái Bình Dương; Đa cực hóa và trật tự quốc tế đang biến đổi; Nam bán cầu và sự phát triển hòa bình của thế giới; Các cơ chế quốc tế và quản trị an ninh toàn cầu. Bên cạnh đó là 8 phiên đặc biệt đồng thời. Sau khi xe tăng T-64 ra mắt, các phiên bản nâng cấp T-64A, T-64B và T-64BV đã xuất hiện khi thay thế pháo 115mm nguyên bản bằng pháo 125mm đi kèm kính ngắm hiện đại hóa và tới năm 1985, giáp phản ứng nổ còn tắc 1 bắt đầu được lắp đặt trên những chiếc MBT này. Tuy vậy, cho đến khi ngừng sản xuất hàng loạt vào năm 1987, trái tim của xe tăng T-64 vẫn không thay đổi. Đó là động cơ diesel 5 TDF, công suất 700 mã lực, có đặc biệt danh cưa máy vì âm thanh đặc trưng mà nó tạo ra. Dưới thời Liên Xô, các kỹ sư đã cố gắng lắp động cơ 6 TD công suất 1.000 mã lực khi T-64 ngày càng nặng hơn. Nhưng đáng tiếc là gói hiện đại hóa này không được triển khai trên diện rộng, có lẽ nhằm tập trung cho dòng T-80 với động cơ tua bin khí và tới thời điểm sau năm 1991, khi Liên bang Xô Viết tan rã, Bộ Quốc phòng Ukraine đã quyết định, mặc dù không phải ngay lập tức, giao cho T-64 chứ không phải T-80 hay T-72 vai trò mũi nhọn chủ lực của các đơn vị thiết giáp. Hồi tháng 6, theo các nhà quan sát, những chiếc xe tăng T-64 có từ thời Liên Xô đóng vai trò quan trọng trong các đơn vị chiến đấu Ukraine nhằm chống lại các đợt tấn công của lực lượng Nga trên chiến trường. Trong lúc chờ vũ khí phương Tây được chuyển giao đến Kiev, theo ước tính, sau năm 1991, quân đội Liên Xô đã để lại khoảng 3.000 chiếc T-64 ở Ukraine. Nhà máy Malyshev ở Kharkov, Ukraine, cách biên giới Nga chỉ hơn 40 km, đã tiến hành nâng cấp khoảng 1.000 chiếc T-64 để phục vụ cho chiến trường. Tuy nhiên, những gì xảy ra với những chiếc xe tăng còn lại vẫn là một ẩn số. Mọi phiên bản nâng cấp đều giữ nguyên hệ thống vận hành cũ, chỉ được trang bị thêm hệ thống quang học và điều khiển hỏa lực hiện đại. Vì vậy, theo một nghĩa nào đó, T64 là một nguồn tài nguyên hữu hạn. Những chiếc xe tăng cuối cùng sẽ sớm cạn kiệt bởi trung bình mỗi năm giao tranh, quân đội Ukraine mất tới hơn 100 chiếc T64 và con số này vẫn tiếp tục gia tăng. Trên thực tế, tổn thất đáng kể của xe tăng T64 trong giao chiến là điều hiển nhiên, đặc biệt khi chúng còn phải đối đầu sát thủ mới là máy bay không người lái FPV. Vào thời điểm này, Ukraine rất hy vọng sẽ nhận lại được 49 chiếc T-84T Oplot T đã bán cho Thái Lan để thay thế xe tăng T-64 giữ vai trò mũi nhọn chủ lực của lục quân. Trang ZKF Independent mới đây dẫn lời giới chức Ukraine cho hay Nga tấn công tại nhiều khu vực ở Ukraine trong 24 giờ trước đó, khiến nhiều người thương vong. Tại tỉnh Sumy, Ukraine nói UAV của Nga đã gây ra thiệt hại đáng kể cho cơ sở hạ tầng năng lượng của thị trấn Konotop trong cuộc tập kích khiến ít nhất 14 người bị thương và gây ra mất điện trong khu vực. Nga còn tấn công Ukraine bằng hai tên lửa đạn đạo Iskander-M, một tên lửa hành trình KH-59-69 và hai tên lửa hành trình KH-22-32. Theo chính quyền khu vực, các cuộc không kích của Nga vào tỉnh Sumy đã làm 16 người bị thương trong ngày qua. Giới chức Ukraine cho hay, Nga còn tập kích tại các tỉnh Kiev, Kherson, Chernihiv, Chekhovsky, Kharkov, Chomelnytsky, Kirovograd, Lugansk, Mykolaiv, Poltava và Zaporizhia. Trước đó, Ukraine và Nga thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào ban đêm trên lãnh thổ của nhau. Làn sóng tấn công bằng máy bay không người lái diễn ra khi Moscow tuyên bố giành được thắng lợi ở miền đông Ukraine. Nga cách đây ít hôm còn tuyên bố họ đã giành quyền kiểm soát ngôi làng novo chỉ cách trung tâm Pokrovsk khoảng 10 km. Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây cho hay một tên lửa của Nga đã bắn trúng một tàu dân sự chở ngũ cốc từ Ukraine rời khỏi vùng biển của Ukraine ở Biển Đen. Ông cho biết con tàu đang trên đường đến Ai Cập và không có thương vong trong vụ việc. Một nguồn tin cho biết tàu chở ngũ cốc nói trên đã bị tấn công ở vùng biển Rumani gần cửa sông Danube vào đêm 11 tháng 9. Phát ngôn viên của Hải quân Ukraine Dmytro Pletenchuk cho biết tàu không nằm trong hành lang ngũ cốc của Ukraine vào thời điểm xảy ra vụ tấn công. Theo ông, tàu này nằm trong vùng kinh tế hàng hải của Rumani và bị các oanh tạc cơ Tu-22 của Nga tấn công. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của Hải quân Rumani cho hay con tàu không nằm trong lãnh hải của nước này khi bị tấn công và lực lượng này cũng không nhận được lời đề nghị hỗ trợ nào. Khi cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022, loại UAV tầm trung nội địa Orion do công ty Kronstadt phát triển như một phản ứng của Nga đối với UAV Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ. Bởi khi đó, UAV Bayraktar TB2 được Ukraine kỳ vọng là vũ khí thay đổi cuộc xung đột. Nhưng cũng giống như UAV TB2 của Ukraine, UAV Orion đã nhanh chóng mất hút trên chiến trường. Tuy nhiên, mới đây nhất, quân đội Nga một lần nữa tung máy bay không người lái UAV Orion trở lại và ngay lập tức nó đã loại bỏ xe tăng T-64BV của Ukraine ở khu vực Kursk bằng tên lửa chống tăng KH UAV. Tên lửa dẫn đường bằng laser KH UAV phóng đi từ UAV Orion được phát triển trên cơ sở tên lửa 9M133 của tổ hợp chống tăng Connet Việc hiện đại hóa tên lửa đã được thực hiện từ khoảng năm 2021. Tên lửa không đối đất có điều khiển KH UAV được thiết kế để loại bỏ các mục tiêu bọc thép nhẹ, đơn lẻ, nhỏ, cố định hoặc di chuyển tốc độ thấp, cũng như các mục tiêu trên mặt nước có trọng tải thấp ở vùng ven biển. Nó có thể được sử dụng cả ngày lẫn đêm trong điều kiện khí tượng bình thường và một phần khó khăn. Bên cạnh đó, theo Viện nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ, Moscow cũng đang sử dụng nhiều đơn vị với quy mô đại đội có kinh nghiệm chiến đấu hơn trước để triển khai các đợt phản công mạnh. Bộ Quốc phòng Nga vừa qua thông báo các đơn vị quân sự của họ đã giành lại quyền kiểm soát 10 khu định cư ở Kursk chỉ trong vòng 48 giờ phản công. Moscow cho biết quân đội Nga đang tiếp tục đẩy lùi quân Ukraine khỏi Kursk. Một quan chức phương Tây cho biết lực lượng Ukraine đã chuyển sang thế phòng thủ. Tuy nhiên, một quan chức phương Tây khác đánh giá Nga đã bắt đầu thực hiện các cuộc phản công cục bộ và chiến thuật và họ có thể đã đạt được những lợi ích nhỏ ở khu vực đó nhưng họ sẽ tiếp tục xây dựng lực lượng lớn cho một cuộc phản công ở cấp độ có chủ ý hơn. Phương Tây lo ngại Ukraine khó chống đỡ nếu Nga phản công mạnh hơn nữa. Chiến dịch đột kích Kursk đã không giúp Ukraine bao vây hay xóa sổ các đơn vị chiến đấu của Nga. Thay vào đó, Kiev đang mất đi nhiều binh sĩ, vũ khí, làm giảm khả năng chống đỡ ở những mặt trận khác. Theo thông báo từ lầu năm góc, Bộ Quốc phòng Mỹ đã ký một hợp đồng trị giá 1,2 tỷ đô la Mỹ với tập đoàn Raytheon để sản xuất tên lửa không đối không tầm trung AMRAAM tiên tiến, trong đó gồm AIM-120C8 và AIM-120D3. Tập đoàn công nghệ Raytheon là một trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới trong lĩnh vực hàng không vũ trụ và sản xuất vũ khí, có trụ sở đặt ở Tucson, bang Arizona. Hợp đồng bao gồm việc cung cấp phụ tùng ban đầu và phụ tùng thay thế cũng như các thiết bị khác. Lô hàng này dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 31 tháng 12 năm 2028. Hợp đồng này là một phần của chương trình cung cấp cho các đồng minh của Mỹ vũ khí hiện đại nhằm tăng cường khả năng phòng thủ. Các quốc gia sẽ nhận được tên lửa bao gồm Bahrain, Bulgaria, Canada, Phần Lan, Đức, Hungary, Italia, Nhật Bản, Na Uy, Thụy Sĩ, Anh và Ukraine. Tên lửa AIM-120C8 là một trong những vũ khí thống trị trên không tinh vi nhất thế giới đã được chứng minh trong chiến đấu. Đây là phiên bản mới nhất trong dòng AMRAAM. -am. Hệ thống tên lửa không đối không tiên tiến này đóng vai trò quan trọng trong không chiến hiện đại của Mỹ. Một tính năng nổi bật của phiên bản AIM-120C8 là hệ thống dẫn đường tiên tiến được trang bị một đầu dò radar chủ động có thể tự động theo dõi và tấn công máy bay địch sau khi phóng khả năng bắn vào quyền này làm giảm đáng kể khối lượng công việc của phi công và cho phép chiến đấu cơ tấn công đồng thời nhiều mục tiêu. AIM-120C-8 có thông số tương tự như các phiên bản C-Series trước đó, với chiều dài khoảng 3,66 m và nặng khoảng 152 kg. Được trang bị động cơ tên lửa nhiên liệu rắn, AIM-120C-8 có tốc độ cao và tầm bắn mở rộng so với các phiên bản tiền nhậm, mặc dù phạm vi chính xác vẫn được giữ bí mật nhưng ước tính cho thấy nó có thể vượt quá 100 km. Điều này khiến tên lửa có hiệu quả cao trong cả tình huống chiến đấu ngoài tầm nhìn BVR và trong tầm nhìn WVR. Với hơn 30 năm thiết kế, nâng cấp, thử nghiệm và sản xuất, tên lửa AIM-120 tiếp tục đáp ứng các yêu cầu của chiến binh trong mọi điều kiện thời tiết và ngoài tầm nhìn. Khả năng của AMRAAM đã được chứng minh đầy đủ trong hơn 4.900 lần bắn thử và hơn 13 chiến thắng trong chiến đấu không đối không. Tên lửa Amraam được tích hợp vào nhiều tiêm kích như F15A, F16, FA18 Super Hornet, F22 Raptor. Đây cũng là tên lửa không đối không dẫn đường bằng radar duy nhất được phép bay trên F35. Hiện tên lửa này đang được Mỹ và 40 quốc gia khác trên thế giới trang bị cho quân đội. Ngoại trưởng Mỹ Blinken mới đây cho biết sự hợp tác ngày càng tăng giữa Nga và Iran đe dọa an ninh châu Âu và chứng tỏ ảnh hưởng gây bất ổn của Iran đã vượt xa Trung Đông như thế nào. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cáo buộc Iran gửi tên lửa đạn đạo tới Nga và ông cho rằng Moscow có thể sẽ sử dụng tên lửa này ở Ukraine trong vòng vài tuần tới. Bình luận của ông được đưa ra trong cuộc họp báo chung ở London với Ngoại trưởng Anh David Lamy. Ông Lamy nói, chúng tôi đã thảo luận về cam kết chung của chúng tôi trong việc buộc tehran phải chịu trách nhiệm hành động phá hoại sự ổn định toàn cầu cả hai dự kiến sẽ cùng nhau đến thăm kiev trong một chuyến đi chung đầu tiên sau hơn một thập niên ngoại trưởng blinken cũng cho biết washington đã cảnh báo riêng với iran về việc gửi tên lửa tới nga và các lệnh trừng phạt mới sẽ được áp dụng ông blinken giải thích điều này mang lại cho người nga một khả năng bổ sung và giúp họ linh hoạt hơn nga đã có tên lửa đạn đạo nhưng loại tên lửa cụ thể của Iran giúp Nga có một tầm bắn nhất định. Tên lửa bổ sung thêm năng lực của họ và thúc đẩy xung đột. Ít ngày trước, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Sean Svet cảnh báo rằng bất kỳ động thái chuyển giao tên lửa đạn đạo nào của Iran cho Liên bang Nga sẽ đánh dấu sự gia tăng mạnh mẽ trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Trong khi đó, một số quan chức châu Âu tiết lộ với The Wall Street Journal rằng châu Âu và Mỹ đang phối hợp để đưa ra biện pháp trừng phạt đối với Iran vì đã cung cấp tên lửa đạn đạo cho Liên bang Nga. Về phía Moscow, khi được hỏi về báo cáo của tờ The Wall Street Journal rằng Iran đã gửi tên lửa đạn đạo tầm ngắn tới Liên bang Nga, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã nói rằng Iran là đối tác của Liên bang Nga và hai nước đang phát triển đối thoại trong mọi lĩnh vực người phát ngôn điện kremlin cho biết thêm là ông đã xem bản tin của tờ the wall street journal nhưng không phải tất cả các báo cáo như vậy đều chính xác ông peskov nói với các phóng viên rằng iran là đối tác quan trọng của chúng tôi chúng tôi đang phát triển quan hệ thương mại và kinh tế chúng tôi đang thúc đẩy hợp tác và đối thoại trong mọi lĩnh vực có thể bao gồm cả những lĩnh vực nhạy cảm nhất đối với tehran phái đoàn iran tại liên hợp quốc ở new york mỹ tuyên bố lập trường của tehran về cuộc xung đột nga ukraine vẫn không thay đổi. Chỉ huy cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng iran fazlollah nouri cho rằng các báo cáo về việc iran chuyển tên lửa cho liên bang nga là đòn tâm lý. Nhà trắng thông báo tổng thống mỹ joe biden sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh nhóm bộ tứ quad với sự tham gia của các nhà lãnh đạo australia ấn độ và nhật bản dự kiến vào ngày 21 tháng 9 tại thành phố Wilmington, bang Delaware của nước này. Người phát ngôn Nhà Trắng Karin Jean-Pierre nhấn mạnh đây sẽ là lần đầu tiên Tổng thống Biden đón tiếp các lãnh đạo nước ngoài tại thành phố Wilmington, nơi có nhà riêng của ông. Điều này phản ánh mối quan hệ cá nhân sâu sắc của Tổng thống Mỹ với lãnh đạo từng nước trong nhóm, cũng như tầm quan trọng của nhóm với tất cả các nước thành viên. Theo kế hoạch, Tổng thống Biden sẽ đón tiếp Thủ tướng Australia Anthony Albanese Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Wilmington. Hội nghị thượng đỉnh lần này dự kiến tập trung tăng cường hội tụ chiến lược giữa các nước thành viên, thúc đẩy tầm nhìn chung về một Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tự do và rộng mở, cũng như mang lại lợi ích cụ thể cho các đối tác ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Hội nghị của nhóm bộ tứ được lên kế hoạch trong bối cảnh cả Tổng thống Biden và thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đều sẽ rời nhiệm sở trong thời gian tới ông Biden đã rút lui khỏi cuộc đua giành chức Tổng thống Mỹ và Phó Tổng thống Kamala Harris hiện là ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ. Trong khi đó, Thủ tướng Kishida tuyên bố sẽ không tham gia tái tranh cử trước Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự do LDP cầm quyền. Điều này đồng nghĩa với việc ông Kishida sẽ từ chức Thủ tướng Nhật Bản sau khi kết thúc nhiệm kỳ hiện tại và LDP bầu ra Chủ tịch mới trong cuộc bỏ phiếu vào ngày 27 tháng 9 tới. Hội nghị thượng đỉnh tiếp theo của nhóm Bộ tứ dự kiến được tổ chức tại Ấn Độ. Nhóm Quad đã có từ năm 2007 nhưng Tổng thống Biden đã thúc đẩy mạnh mẽ liên minh này trong nỗ lực nhấn mạnh vào các liên minh quốc tế để kiềm chế các đối thủ, trong đó có Trung Quốc. Ông Biden cũng đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của các nhà lãnh đạo Quad tại Nhà Trắng vào năm 2021 và nhóm đã tổ chức các hội nghị thượng đỉnh hàng năm kể từ đó. Năm 2004, Australia Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ đã thành lập nhóm bộ tứ nhằm ứng phó với thảm họa động đất, sóng thần ở Ấn Độ Dương. Sau một thời gian gián đoạn, hoạt động của nhóm này được nối lại từ năm 2017 với chủ trương thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tự do, rộng mở và bao trùm. Sau màn tranh luận đầu tiên của hai ứng cử viên tổng thống Mỹ là Phó Tổng thống Kamala Harris của Đảng Dân chủ và cựu Tổng thống Donald Trump của Đảng Cộng hòa, Dư luận Mỹ đã có nhiều quan điểm trái chiều, điều này khiến cho cuộc đua vào Nhà Trắng sắp tới càng trở nên khó đoán định. Gặp nhau lần đầu tiên trên sân khấu ở Philadelphia, cả hai ứng cử viên tổng thống đã đề cập đến các điểm nóng bao gồm lạm phát, phá thai, nhập cư và chính sách đối ngoại. Tuy nhiên, cuộc tranh luận không đề cập đến các chính sách cụ thể. Những người ủng hộ phó tổng thống Harris đã có những đánh giá lạc quan trước màn thể hiện tích cực của bà. Họ cho rằng bà Harris đã làm tốt trong việc duy trì phong thái điềm tĩnh và tập trung vào các vấn đề xã hội quan trọng, đồng thời nhận định rằng bà Harris có thể đã chiếm ưu thế trong mắt cử tri trung lập và các nhóm cử tri nữ. Trong khi đó, những đồng minh và người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump nhận định ông đã làm rất tốt trong việc kết nối với các cử tri cơ bản của mình. Phong cách tranh luận quyết liệt có thể giúp ông củng cố sự ủng hộ từ những người đã có thiện cảm với các chính sách của ông, đặc biệt là về kinh tế và an ninh quốc gia, Hai lĩnh vực mà ông có thể thu hút được sự chú ý của nhiều cử tri. Tuy nhiên, một số thành viên Đảng Cộng hòa thừa nhận ông Trump có thể rơi vào thế khó khăn hơn. Các ý kiến trung lập cho rằng cuộc tranh luận này thiếu đi những ý tưởng mới và mang tính đối đầu nhiều hơn là mang lại các giải pháp thực tế. Cả hai ứng viên đều bị chỉ trích vì không thể hiện sự nhún nhường hoặc cố gắng tạo ra không khí hòa giải trong một bối cảnh chính trị đầy chia rẽ. Khảo sát của trang dự đoán thị trường Predicted cho thấy cơ hội chiến thắng của ông Trump sau cuộc tranh luận giảm từ 52% xuống còn 47%, tỷ lệ thành công của bà Harris tăng từ 53% lên 55%. Đánh giá về màn tranh luận, ông David Bered, giáo sư khoa học chính trị trường đại học Villanova cho biết, kết quả màn tranh luận này không có tác động lớn đến kết quả bầu cử cuối cùng. Những gì chúng ta biết về cuộc tranh luận và từ các nghiên cứu về lịch sử chính trị thì dự đoán của tôi là cuộc tranh luận này sẽ không có tác động lớn đến kết quả cuối cùng nhưng như các bạn đều biết vì đây là một cuộc bầu cử rất sát sao nên ngay cả một tác động nhỏ cũng có thể trở nên cực kỳ quan trọng vì khả năng số phiếu bầu ở các bang chiến trường có biên độ rất hẹp nhìn chung dư luận nước mỹ sau màn tranh luận đầu tiên giữa bà kamala harris và ông trump vẫn cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm cử tri ủng hộ hai đảng và cuộc tranh luận dường như chưa đủ sức thay đổi đáng kể xu hướng ủng hộ của cả hai phe và vẫn làm sâu sắc hơn sự khó đoán định cho cuộc bầu cử sắp tới tự tin vào kết quả cuộc tranh luận, chiến dịch của bà Harris ngay lập tức thách thức ông Trump tham gia cuộc tranh luận thứ hai. Cuộc tranh luận lần hai đặc biệt quan trọng đối với bà Harris sau khi các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy hơn một phần tư số cử tri tiềm năng cho biết họ cảm thấy chưa hiểu rõ về bà. Trong chuyến thăm Sainsville thuộc bang Pennsylvania để tưởng niệm sự kiện khủng bố ngày 11 tháng 9, Tổng thống Mỹ Joe Biden được nhìn thấy đã đội một chiếc mũ đỏ với dòng chữ Trump 2024, tươi cười và sau đó chụp ảnh với một nhóm trẻ em. Chiếc mũ này là một sản phẩm quảng bá trong chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa. Bức ảnh ngay lập tức khiến người ủng hộ ông Trump phát cuồng trên các nền tảng mạng xã hội, thậm chí cố vấn cấp cao chiến dịch tranh cử của ông Trump là ông Chris Lacivita đã đăng bức ảnh và đặt câu hỏi, chuyện gì đang diễn ra vậy? Sau đó, chiến dịch tranh cử của ông Biden đã nhanh chóng làm rõ hoàn cảnh của bức ảnh khi cho biết đó là một cử chỉ ngẫu hứng của Tổng thống nhằm thúc đẩy sự đoàn kết lưỡng đảng trong chuyến đi đến Pennsylvania. Cụ thể, Phó Thư ký báo chí cấp cao của Nhà Trắng Andrew Bates đăng tải lên mạng xã hội X rằng tại trạm cứu hỏa Shanksville, Tổng thống đã nói về sự đoàn kết lưỡng đảng của đất nước sau ngày 11 tháng 9 và nói rằng chúng ta cần trở lại với sự đoàn kết đó. Ông Bates kể rằng ông Biden đã đưa chiếc mũ cho một người ủng hộ ông Trump như một cử chỉ thân thiện. Ông cũng cho rằng với tinh thần đoàn kết, Tổng thống nên đội chiếc mũ đó. Trước đó chỉ vài giờ, ông Biden cũng đã có lần hiếm hoi đứng chung khung hình cùng Phó Tổng thống Kamala Harris và đặc biệt là cựu Tổng thống Donald Trump tại buổi lễ tưởng niệm 23 năm sự kiện 11 tháng 9 diễn ra tại Ground Zero, New York. Đây là nơi từng đặt tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới WTC bị khủng bố tấn công. Một điều cũng rất đáng chú ý tại sự kiện này đó là việc ông Trump cùng bà Harris đã có thêm một cú bắt tay sau phần tranh luận gắt gao trên đài ABC News vừa diễn ra cách đây ít lâu. Cuối tháng 7 năm nay, tổng thống Joe Biden đã bất ngờ tuyên bố ông sẽ kết thúc chiến dịch tranh cử cho nhiệm kỳ 2 của mình, quyết định chóng vánh ở thời điểm đó cũng có thể xem như dấu chấm hết khép lại sự nghiệp chính trị kéo dài năm thập kỷ của ông Biden. Tổng thống Biden đã ủng hộ phó tổng thống Kamala Harris thay thế ông ở vị trí đứng đầu danh sách thông báo dừng tranh cử của Tổng thống Mỹ được đưa ra vài ngày sau khi Đảng Cộng Hòa chính thức đề cử cựu Tổng thống Donald Trump để thách thức việc tái đắc cử của ông Biden và sau khi một loạt đảng viên dân chủ công khai và riêng tư kêu gọi Tổng thống Biden rút khỏi cuộc đua. Cuộc tranh luận Tổng thống đầu tiên giữa ứng cử viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris và ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump đã diễn ra hôm 10 tháng 9 trên đài ABC News. Sau cuộc tranh luận có luồng ý kiến trên mạng xã hội xuất hiện cho rằng Phó Tổng thống đương nhiệm sử dụng một loại tai nghe công nghệ cao để được trợ lý nhắc bài nên mới lập luận và trả lời tự tin chân tru. Theo phân tích của nhà hoạt động cực hữu Laura Rummer, đôi hoa tai của bà Harris là tai nghe không dây Nova H1 được thiết kế trông giống như hoa tai ngọc trai. Bài đăng của Rummer đã nhận được hơn 5,7 triệu lượt xem sau khoảng 24 giờ đăng tải. Đi sâu hơn, một tài khoản mạng xã hội cho rằng thứ bà Harris đeo là tai nghe được phát triển bởi Nova Audio, lần đầu tiên được ra mắt tại CES 2023. Ngoài ra, hoa tai này có khả năng truyền âm thanh và hoạt động như một chiếc tai nghe kín đáo. Trang này đưa ra hình ảnh nhằm chứng minh lập luận trên. Tuy nhiên, tai nghe này không hề giống với hoa tai của bà Harris. Một bức ảnh chụp từ bài đánh giá của sản phẩm gốc cho thấy tai nghe Nova H1 quấn quanh phần giái tai, trong khi hoa tai của bà Harris thì lủng lẳng và dành cho giái tai đã sỏ khuyên. Đôi hoa tai bà Harris đeo có vẻ là một sản phẩm ngọc trai của hãng Tiffany Co. Từ bộ sưu tập Huawei, bà Harris đã đeo đôi hoa tai vàng này tại các sự kiện trước đây, bao gồm cả trong cuộc vận động ngày 6 tháng 8 tại Pennsylvania và buổi hòa nhạc Juneteenth tại Nhà Trắng vào mùa hè này. Ứng viên không được phép đeo tai nghe trong các cuộc tranh luận tổng thống. Trong cuộc tranh luận của ABC, các ứng cử viên cũng không được phép mang theo ghi chú hoặc đạo cụ lên sân khấu. Dữ liệu của Google cho thấy, các tìm kiếm về Nova H1 và Hoa tai Nova tăng đột biến vào sau cuộc tranh luận. Đôi hoa tai này được quảng cáo trên chiến dịch Kickstarter là tai nghe kẹp đầu tiên trên hành tinh và những người sáng tạo ra chúng cho biết công nghệ này được đặt trong những viên ngọc trai thật cài trên giái tai để truyền âm thanh vào ống tai bằng micro cao cấp tích hợp. Theo The Hill, vừa qua, ông Robert F. Kennedy Jr. cảnh báo rằng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đánh mất sự ủng hộ của nhóm cử tri độc lập sau phiên tranh luận không mấy ấn tượng. Ông Kennedy nói với Fox News rằng, thật không may, ông Trump đã không giữ được sự tập trung. Ông ấy đã có cơ hội để thể hiện quan điểm chặt chẽ cho chức Tổng thống, nhưng không thể truyền tải một cách rõ ràng Tôi nghĩ tỷ lệ ủng hộ của ông Trump sẽ sụt giảm trong các cuộc khảo sát tuần tới. Kết quả thăm dò nhanh của CNN chỉ ra rằng có 63% cử tri nghĩ bà Harris là người chiến thắng trong cuộc tranh luận, nhưng ông Kennedy cho rằng tỷ lệ này sai lệch khá nhiều và không phản ánh hoàn toàn suy nghĩ của người dân Mỹ. Ông Kennedy cho biết, "Tôi đang lắng nghe những phản hồi thực chất và ông Trump vẫn đang có lợi thế." Tuy vậy, ông Kennedy cũng thẳng thắn thừa nhận rằng bà Harris đã có một phiên tranh luận tốt. Xuyên suốt hơn 90 phút tranh luận, cả hai ứng viên đều cố gắng đưa ra lập luận và bằng chứng để truyền tải thông điệp rõ ràng về lập trường chính sách. Bà Harris, một cựu công tố viên, tỏ ra vô cùng bình tĩnh, thường xuyên nhìn thẳng vào máy quay và thỉnh thoảng cười nhẹ cũng như lắc đầu khi ông Trump đang phát biểu. Về phía ông Trump, ông đã thể hiện sức hút về kỹ năng diễn thuyết, nhưng có đôi lần cựu tổng thống cũng tỏ ra mất bình tĩnh và hét lên khi trả lời câu hỏi. Cũng theo ông Kennedy, Ông Trump đã trình bày ổn về mặt chính sách của mình khi tranh luận nhưng lại bỏ lỡ cơ hội xoáy sâu vào những điểm yếu của chính quyền ông Biden, bà Harris. Ông Robert F Kennedy Jr hiện là một trong những đồng minh quan trọng của ông Trump trong cuộc chạy đua tới Nhà Trắng. Vào cuối tháng 8, cháu trai của cố tổng thống John F Kennedy đã tuyên bố rút lui khỏi cuộc tranh cử để chuyển sang ủng hộ ứng cử viên Đảng Cộng hòa. Khoảng 8 tuần nữa là đến cuộc bầu cử và chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày bỏ phiếu sớm ở một số bang. Cuộc tranh luận là cơ hội hiếm hoi để các ứng viên tổng thống thể hiện trước hàng chục triệu người xem truyền hình. Sáu nhà tài trợ của Đảng Cộng hòa và ba cố vấn của ông Trump nghĩ rằng bà Harris đã giành chiến thắng trong cuộc tranh luận chủ yếu là do ông Trump không thể giữ vững lập trường. Hai cố vấn của ông Trump tỏ ra nghi ngờ cuộc tranh luận sẽ làm thay đổi cuộc thăm dò ý kiến. Mới đây, Đảng Cộng hòa đã hủy kế hoạch bỏ phiếu về một thỏa thuận ngân sách nhằm ngăn chặn việc chính phủ Mỹ đóng cửa. Động thái có thể ảnh hưởng tiêu cực đến những nỗ lực duy trì hoạt động của chính phủ cho đến cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11. Ngân sách chính phủ dự kiến hết hạn vào cuối tháng 9 và Quốc hội Mỹ sẽ cần một dự luật tạm thời được gọi là nghị quyết tiếp tục CR để giữ cho các hoạt động diễn ra sau cuộc bầu cử do các đảng vẫn chưa đạt được thỏa thuận về ngân sách cả năm. Mới đây, cựu tổng thống Donald Trump đã kêu gọi Đảng Cộng hòa thúc đẩy việc đóng cửa chính phủ cho đến khi một số yêu cầu của đảng này được đáp ứng. Kịch bản này có thể dẫn đến việc đóng cửa của các cơ quan liên bang và công viên quốc gia, hạn chế các dịch vụ công và khiến hàng triệu nhân công tạm nghỉ việc và không được trả lương chỉ vài tuần trước bầu cử. Chủ tịch Hạ viện Mỹ ông Mike Johnson thuộc Đảng Cộng Hòa tổ chức một cuộc bỏ phiếu vào cuối ngày 11 tháng 9 về việc gia hạn thỏa thuận ngân sách thêm 6 tháng, kéo dài hạn chót đóng cửa đến tháng 3 khi Tổng thống mới nhậm chức. Ông cũng công bố ý định kết hợp dự luật này với một luật yêu cầu công dân đưa ra bằng chứng chứng minh quốc tịch khi đăng ký bỏ phiếu mang tên đạo luật SAFE, vốn vấp phải sự phản đối từ chính quyền của Tổng thống Joe Biden. Tuy nhiên sau đó, ông Johnson đã hủy cuộc bỏ phiếu này giữa những bất đồng trong nội bộ đảng. Dù vậy, ông Johnson cho biết ông vẫn có kế hoạch kêu gọi sự hỗ trợ từ các đảng viên đảng Cộng Hòa với kỳ vọng thay đổi quan điểm của một số người phản đối. Trước đó, ông Chuck Schumer, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tránh tình trạng đóng cửa chính phủ vào ngày 30 tháng 9, khi các nhà lập pháp trở lại Washington sau kỳ nghỉ tháng 8. Trong một bức thư gửi các đồng nghiệp Đảng Dân chủ, ông Schumer cho biết Đảng Dân chủ ủng hộ việc gia hạn ngân sách ngắn hạn và kêu gọi các đảng viên Đảng Cộng hòa ủng hộ nỗ lực song phương này. Bloomberg Intelligence đánh giá khả năng xảy ra tình trạng ngừng hoạt động của chính phủ là thấp do lo ngại tình trạng bế tắc trong năm bầu cử có thể khiến các nhà lãnh đạo quốc hội phải hướng đến một nghị quyết tiếp tục cấp ngân sách cho chính phủ đến đầu tháng 12. Hồi tháng 3, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký ban hành luật cấp ngân sách với số tiền 1.200 tỷ đô la Mỹ để đảm bảo chính phủ Mỹ có ngân sách hoạt động tới cuối năm tài chính kết thúc vào cuối tháng 9 năm 2024, cũng như để ngăn chặn nguy cơ chính phủ nước này phải đóng cửa một phần. Lần gần đây nhất, chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần là vào cuối năm 2018, khi ông donald trump còn làm tổng thống